Dạ vâng, xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại kênh Shop Bạc bên nhà mình. Hôm nay thì rất là hân hạnh gửi đến các bạn một cái bộ sản phẩm phải nói là siêu đẹp nhé, dành cho những anh em nam giới. Đó thì mình đang quay cho mọi người xem một bộ sản phẩm, cũng là một cái đơn hàng của một anh khách trong Đồng Nai. Anh ấy đặt một cái dây da Tết 8 đốt, hai đầu rồng và một cái móng mọi người nhé, một cái móng bọc bạc hình thiết kế hình con hổ vô cùng là độc lạ và rất là đẹp. Thì sau đây là mình sẽ giới thiệu chi tiết để cho các bạn xem nhé. Đấy, một cái sản phẩm hàng thực sự là có chất lượng và rất là cao cấp luôn. Đấy thì cái dây mình đang quay cho mọi người đây là một cái dây da Tết mọi người nhé. Đó, tại sao mình gọi là Tết, bởi vì các bạn nhìn đây, nó Tết vào như thế này. Đấy thì thường là cái dòng này nó có hai loại, một loại là da Tết như thế này đấy, và một loại là da trơn. Da trơn hay là các bạn có thể là hiểu là dây cao su cũng được. Đấy thì như mình thấy thì mọi người đeo cái dòng dây Tết như này thì nhìn nó đẹp hơn. Đấy, còn có những bạn thì mình thích đơn giản hơn thì mọi người dùng cái dây trơn, dây cao su trơn thì nó cũng ok mọi người nhé. Đó thì đây là một cái dòng dây mà mình làm cho khách là loại đẹp luôn. Đấy, và cái mẫu dây này thì các bạn yên tâm là mình đeo vừa đẹp, và đặc biệt là cái sản phẩm chất lượng như này thì mọi người đeo là nó sẽ được bền nhé. Đấy, và các bạn có thể là dùng nước vô tư được. Riêng cái sản phẩm này là mình bà mua riêng dây là đã 200.000 một mét dây rồi. Đấy, còn nó có cái loại rẻ nhé, loại gọi là loại bình dân hàng chợ đấy, thì thậm chí là có 10.000 một mét. Đấy thì các bạn hình dung là cái giá trị nó chênh lệch như vậy thì cái chất lượng nó đi theo là nó sẽ như thế nào. Đấy, bởi vì là bên nhà mình làm, mình làm rất là nhiều, khách thường là cũng phản ánh cho mình, nói là mua hàng sẵn hàng chợ thì dùng một thời gian là nó hay bị giòn gãy đấy, và nó thấm nước, nó bị mủn ra. Đấy thì đó chính là cái sản phẩm mà hàng rẻ tiền mọi người nhé. Đấy, rẻ tiền thì các bạn thường gặp cái tình trạng vậy. Còn đây là cái dòng mà mình là mua cái loại đắt tiền đấy, và riêng dây này là người ta hay bán cho những anh em thợ mà người ta làm vàng đấy. Đấy, vàng, bởi vì là cái sản phẩm vàng nó là những người ta có điều kiện, người ta đặt cái dây bọc vàng thì nó nhiều tiền, cho nên là người ta phải đi theo cái dòng dây mà nó bền mọi người nhá. Đấy, cái dòng dây đẹp bền, cho nên là mình cũng làm bạc thôi, nhưng mà mình muốn cái hàng thực sự là có chất lượng cho khách, cho nên là mình hay tư vấn cho mọi người là mình nên cố một chút nhé, để mình đeo cái dòng dây đẹp như thế này đấy thì nó sẽ được lâu bền hơn. Đấy, tất nhiên là của bền tại người, nhưng mà cái sản phẩm bền là mình đeo, thứ nhất là nó sẽ cảm giác là nó mềm, nó dễ chịu và nó sẽ được bền hơn, đấy là điều chắc chắn mọi người nhé. Đấy thì thông thường là mình hay tư vấn cho mọi người là nên làm 8 đốt như thế này. Đấy, 8 đốt như này thì nó có cái độ dày vừa phải, các bạn đeo lên cổ thì nhìn nó rất là khỏe và cực đẹp mọi người nhé. Còn thông thường thì các bạn xem những hàng sẵn trên thị trường là thường là người ta chỉ có 4 đốt hoặc là cùng lắm là 6 đốt thôi. Đấy thì mình thấy cái 8 đốt như này thì nó sẽ có cái độ dày vừa phải thì nó sẽ đẹp hơn. Và đặc biệt ở đây là có hai cái đầu rồng mọi người nhé. Đấy, hai cái đầu rồng mà kết hợp với lại một cái móc chữ M như này. Đấy thì mọi người đeo cùng một cái móng nhé. Đấy, một cái móng, nếu như bạn nào mình không thích móng thì các bạn nào có thể là mình đeo một cái mặt bạc khác cũng được. Đó thì bây giờ mình sẽ giới thiệu đến cái móng này. Đấy thì các bạn đang xem mình quay một cái móng nhé. Cái móng này mình gọi là móng nhân tạo thôi mọi người nhé. Đấy, bởi vì là khách hàng thì thông thường là cũng không thể, mình cũng không có nhiều người mình có điều kiện để làm móng thật được, vì cái móng thật thì nó rất là đắt mọi người ạ. Một cái móng thật mà nó có cái cong như kiểu như này đấy, dáng đẹp to như này thì nó rất là nhiều tiền, thậm chí là mấy chục triệu cũng có, nó tùy theo cái chủng loại của móng. Đó thì thông thường là mình hay tư vấn cho mọi người là dùng cái sản phẩm móng nhân tạo, nhưng mà hàng đẹp mọi người nhé. Đấy, đây là làm từ sừng đấy, cho nên là cái độ thật của nó gần như là đạt 90-95%. Đó, cho nên các bạn nhìn cái móng tuy là nó móng giả thôi, nhưng mà móng nhân tạo thôi, nhưng mà nó có cái sừng giống như gần y chang như là móng thật luôn. Đó cho nên là các bạn yên tâm nhé. Đấy, và đặc biệt ở đây mình muốn xin giới thiệu với mọi người cái kiểu bọc móng này. Đấy, đây là một cái sản phẩm móng hình con hổ. Đấy, bọc hình con hổ leo lên một ngọn núi. Đấy, trầu xuống dưới là một cái ngọn núi có một cái viên đá như thế này. Đấy, vô cùng là đẹp. Riêng cái kiểu này là bọc móng là các bạn yên tâm là nó sẽ vô cùng là khỏe và đẹp. Và cái điều đặc biệt ở đây là
mình có làm một cái bụng nhá, đấy, một cái bụng móng cho khách. Và trước kia thì chỉ có cái phần bụng này thôi, không có cái phần đai này, nhưng bây giờ là mình làm thêm cái phần đai này để cho nó, thứ nhất là nó cho nó làm cái mặt này của mình nó chắc chắn, đấy, dày dặn chắc chắn hơn. Và cái đặc biệt ở đây là nhờ có cái đai này nhé, là mình sẽ che được cái phần đấy, che được cái phần hở giữa cái cùi của móng và cái đoạn móng dưới này, đấy, nó rất hay là như vậy. Thì các bạn nhìn nó sẽ không bị thô, chứ còn trước kia là mình chỉ làm cái đoạn bụng này thôi, đấy thì nó sẽ hở cái đoạn này ra thì nhìn nó sẽ xấu, nó không được đẹp, bởi vì là cái móng thì bao giờ nó cũng phải có một cái phần cùi và một cái đoạn móng ở dưới này thì người ta mới bọc được nên cái hình như thế này được mọi người nhá. Đó, cho nên là rất là hay là như vậy. Các bạn mà yêu thích cái sản phẩm này thì các bạn nên làm cái hàng đặt như này. Đấy, nó đắt một chút nhưng mà các bạn yên tâm về chất lượng là một. Cái thứ hai là nó sẽ đảm bảo được cho mọi người dùng là ok mọi người nhá. Đấy thì hôm nay là giới thiệu đến mọi người một cái set phải nói là vô cùng là đẹp này. Các bạn nào mình yêu thích thì các bạn liên hệ với mình qua cái số điện thoại là 0966 646460 là mình sẽ tư vấn kỹ cho mọi người đấy về sản phẩm cũng như là về size để mà các bạn là muốn dùng. Đấy thì một lần nữa là xin cảm ơn mọi người nhé đã đón xem video này. Các bạn nhớ đăng ký kênh để đón xem những cái sản phẩm tiếp theo nữa. Một lần nữa là xin cảm ơn và xin chào tất cả mọi người. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Xin chào các bạn.